sẽ được thưởng là 1.500 CRB. Đó. Mỗi người dùng có thể nhân tới là 15.000 CRB. Link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả video ha, anh em có thể ủng hộ mình. Rồi thì anh em nhấn vô, nó sẽ chuyển qua giao diện này. Nó kêu your fan, đây là người đã mời bạn, thì đây là chỉ email của mình ha. Anh em chỉ cần bấm một chữ là register now là được. Tiếp theo nó kêu bạn là nhập cái địa chỉ email của bạn vào ha. Sau đó bấm một chữ send và xác minh. Sau đó nó sẽ gửi một cái mã code về cho bạn, bạn nhập nó vô là được. Ở phía dưới nhà mật khẩu này, xác minh lại mật khẩu này. Rồi đây là cái mã giới thiệu mà do bạn nhấn vào cái link nhá, nó có rồi ha. Bấm đồng ý với điều khoản, bấm create account là được. Đây là cái mã xác minh nó gửi về, đó, anh em nhập vô là được ha. Sau khi anh em tạo tài khoản thành công ấy, thì chúng ta hãy vào cái phần đó là hồ sơ để chúng ta KYC, KYC đó. Đây là xác minh SMS này, chọn quốc gia này, mình sẽ ghi là Việt Nam. Rồi nhập số điện thoại vào cũng như gửi này, 152044, xác minh. Tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vô chữ là gửi thông tin. Ở đây anh em sẽ chọn quốc gia tiếp, Việt Nam. Rồi nhập cái số chứng minh nhân dân vào ha. Đây có hai hình thức, một đó là chứng minh nhân dân, hai là hộ chiếu. Ở đây mình đang dịch cho tiếng Việt ha, chứng minh nhân dân này. Nhập số chứng minh nhân dân vào, sau đó là tên của bạn này. Ở đây nó không cho dùng cách ha, chúng ta viết liền cũng được. Giới tính này, nam, nữ này. Rồi cái quan trọng nhất ở dưới cùng là ba cái ảnh. Tải lên ảnh á, phải là PNG hoặc là JPG nhá. Hình ảnh JPEG để tải lên cũng được, nhưng mà kích thước tối đa là 2MB thôi. Đầu tiên là cái mặt trước của bạn, mặt trước của chứng minh nhân dân đó. Cái thứ hai là cái mặt sau. Cái thứ ba là bạn phải selfie. Tay bạn vừa cầm chứng minh nhân dân sau mặt trước và cầm thêm một tờ giấy là ghi chữ Bithum Global. Ở dưới là ghi năm này, sau đó là đến tháng rồi mới đến ngày, year, mân mân, đây đây, bây giờ. Rồi bây giờ mình sẽ tải lên nhé. Ở đây trong cái trường hợp mà bạn chụp ảnh xong rồi về bạn cảm thấy cái ảnh của bạn nó bị ngược ấy, thì bạn có thể là dùng Photoshop edit lại, nhưng mà thông thường những cái đó thì họ tự check được ha. Nhưng mà trong trường hợp mà bạn edit ảnh ấy, cái ảnh nó vượt quá 2MB thì làm sao? Bạn hãy lưu nó ở cái đuôi là JPG, JPEG cũng được. Đại khái đây này, đây cái đuôi của nó đây, đây thì nó sẽ được nhá. Còn nếu như anh em lưu ở cái đuôi là PNG thì cái dung lượng của nó sẽ cao hơn 2MB và nó sẽ không chấp nhận đâu. Cập nhật hết thông tin như thế này, bấm một chữ là gửi đi. Rồi mình để qua tiếng Anh cho anh em xem này, hiện tại nó vẫn ghi là processing, có nghĩa là đang xử lý. Dịch ra tiếng Việt thì nó lại SIDA, nó ghi là chữ chế biến. Khi nào nó có cái tích V ấy, có nghĩa là chúng ta đã thành công rồi nha. Và mới đến cái bước là kiểm tra đấy, giới hạn tiền để rút tiền đó. Đó, limit này, nói chung là đến cái bước thứ ba là được. Nhưng mà ở đây là đợi họ kiểm tra, họ duyệt cho mình, duyệt cây xe thành công. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái sự kiện của nó bên phần new này. Đó, cái Bithum Global CNV Listing. Rồi, mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho anh em xem. Rồi, kéo xuống phía dưới này, có thêm cái sự kiện 4.000 giải thưởng lớn CNV này anh em thấy không? Để chào mừng danh sách chính thức là CNB nó list trên cái sàn là Bithum này, thì sự kiện đầu tiên đó là 1.500.000 CNB cho khách hàng đăng ký đầu tiên, nghĩa là khách hàng trader đó. Thời gian là từ ngày 9 tháng 1, bắt đầu từ hôm qua rồi ha, đến ngày 17 tháng 1 năm 2020. Quy trình tổ chức này, trong sự kiện diễn ra này á, thì 300 người dùng đầu tiên mới đăng ký trên Bithum Global và hoàn thành xác minh KYC2. Giống như nãy giờ mình làm á, KYC thành công á, khi mà họ duyệt nhá, thì mình sẽ nhận được là 1.000 CNB nếu như mình nằm trong 300 người đầu tiên ha. Tổng giải thưởng là sẽ là 1.500.000 CNB. Rồi sự kiện thứ hai nè, thời gian tổ chức sự kiện nè, ok từ ngày này đến ngày này thì người dùng đã đăng ký, mời người dùng mới đăng ký tại Bithum Global và xác minh thành công sẽ được thưởng là 1.500 CNB. Đó, mỗi người dùng có thể nhận tới là 15.000 CNB và người dùng mới sẽ nhận được là 500 CNB. Nói chung là người mời hay người được mời cũng sẽ nhận được nha, nhưng mà đi mời sẽ nhận được nhiều hơn. Tổng giải thưởng sẽ là 1 tỷ, nhưng mà nó có giới hạn của nó nha anh em, 1.000 năm này. Rồi sự kiện thứ ba này, 1.000.000 CNB cho tiền gửi, thời gian thì cũng từ đó đến đó thôi.
người dùng đã vượt qua xác minh 2 có thể tham gia sự kiện này. Trong sự kiện này thì người dùng đã hoàn thành khoản tiền gửi ròng CNB lớn hơn là một ai thì trong cái sự kiện này là phải gửi tiền vào nha anh em, thì ai có tiền thì gửi ha. Cá nhân mình thì ở trong cái thằng coin list mình còn có tí xíu thôi, lấy đâu ra mình gửi không nói. Ở đây thì giao dịch nè, đây mình đang còn là 41.000 này, 41.123 thì giá của ngày hôm nay nó còn có nhiêu đây thôi, nó cứ lên lên xuống xuống BTC trên Việt Nam đồng này. Đó, mình đang có 2.4 này, sáng vào còn thấy 2.6, giờ còn 2.4 rồi. Ở đây nếu như bạn muốn đi tuyển rep đúng không, thì chúng ta bấm vô chữ là referral commission nè, commission rồi ok. Ở đây thì các xuống dưới bấm vô chữ invite và anh em chọn một cái bất kỳ cái nào cũng được ha. Đây, chọn một cái như Facebook đi, sau đó bấm chữ là copy, hoặc là anh em copy cái cục này cũng được này. Đó thì đây là cái đường link của chúng ta, và nếu chúng ta bấm vô chữ copy nó sẽ sổ ra một tràng lan đại hải như thế này, thì chúng ta xóa cái đầu của nó đi để chữ https lại là được. Thì đó, đây là cái link tuyển rep của chúng ta ha. Phía dưới cùng thì nó sẽ có cái địa chỉ email của chúng ta này, sao 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 lại này đấy, anh em có thể check được đó.